Xin chào quý khán giả và bà con ngư dân. Rãnh áp thấp ở phía Bắc đang suy yếu dần, vì thế khả năng hút gió của nó trên các vùng biển cũng giảm, kéo theo trường gió Tây Nam trên cả 3 vùng Bắc, giữa và Nam của Biển Đông cũng giảm theo. Ở khu vực phía Bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, đêm nay gió Tây Nam mạnh cấp 5, sang ngày mai sẽ giảm còn ở mức cấp 4 đến cấp 5. Còn ở khu vực giữa và Nam của Biển Đông, trong đêm nay và ngày mai vẫn duy trì trường gió Tây Nam mạnh cấp 5. Chỉ riêng khu vực phía Tây của Nam Biển Đông và huyện đảo Trường Sa là còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, gây sóng cao từ 2,25 đến 2,75m, gây biển động nhẹ. Ngoài xu thế chung là gió Tây Nam có xu hướng giảm dần thì trên cả 3 khu vực Bắc, giữa và Nam của Biển Đông đều chung trạng thái ít mưa, trời tạnh ráo, tầm nhìn xa trên 10 km. Thời tiết cơ bản thuận lợi cho việc ra khơi bám biển, khai thác ngư trường của bà con ngư dân. Đến với hành trình ra vào các đảo, thưa quý vị và bà con ngư dân, với khu vực Vịnh Bắc Bộ là một trong những vùng chịu ảnh hưởng của dải áp thấp ở phía Bắc. Vì thế, trong đêm nay tại đây vẫn có mưa rào và dông rải rác. Tuy nhiên, sang ngày mai khi rãnh thấp yếu đi, những cơn mưa rông cũng giảm dần. Gió Tây Nam đến Nam cũng đang yếu thêm. Vì thế, các hoạt động biển trên tuyến hải trình từ cảng Hải Phòng ra huyện đảo Bạch Long Vĩ sẽ diễn ra bình thường. Cùng chung xu thế, thời tiết chuyển tốt. Ở khu vực biển miền Trung dọc từ Quảng Trị trở vào đến Bình Thuận, thời tiết cũng có những chuyển biến tích cực. Trên tuyến hải trình từ cảng Sa Kỳ ra khu vực huyện đảo Lý Sơn, gió cấp 4, cấp 5 và ít có mưa rông. Trên cơ bản, thời tiết miền Trung cũng thuận lợi cho việc ra khơi bám biển, khai thác ngư trường. Lui xuống phía Nam, khu vực biển từ Bà Rịa Vũng Tàu trở vào đến khu vực Cà Mau, đêm nay và ngày mai cường độ cũng chỉ ở mức cấp 5. Mưa rông rải rác về chiều tối làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp. Vì thế, tàu thuyền hoạt động trên khu vực biển phía đông của Nam Bộ hay trên tuyến hải trình từ Vũng Tàu ra đến huyện đảo Côn Đảo cần lưu ý. Bản tin thời tiết biển hôm nay sẽ khép lại với dự báo chi tiết cho các vùng biển trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Xin kính chào và hẹn gặp lại!